Nhiều năm qua, sự xâm thực của sóng biển gây xói mòn nghiêm trọng bờ biển cửa đại. Nhưng từ sự nỗ lực của chính quyền, cộng đồng, những năm gần đây, các bãi biển của thành phố Hội An đang dần hồi sinh. Trong đó, bãi biển ở phường Cẩm An được xem là điểm phát triển du lịch mới, cần được chú ý hoàn thiện, nâng cấp để tăng sức hút và tạo ra giá trị lớn hơn cho ngành du lịch. Cẩm An được xem là hiện tượng của du lịch Quảng Nam khi trên địa bàn phường có hai mô hình nhận được giải thưởng du lịch ASEAN là làng chài du lịch An Bàng và cộng đồng chợ phiên làng chài Tân Thành. Hơn nữa, với lợi thế làng chài truyền thống và bãi biển đẹp, Cẩm An trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Hàng năm mình luôn luôn tổ chức lễ hội thể thao biển bởi vì ở bên đây thì bãi biển nó rộng, nó đẹp. Đấy, thì về cái phát triển về kinh tế, phát triển về cộng đồng, phát triển về các mô hình dịch vụ nó được hỗ trợ và ăn theo cùng. Thì đó là những cái mà mô hình về cơ bản nhất mà để làm sao cho Quảng Nam đẩy mạnh cái lợi thế nó lên và tạo nó ra thành những cái lễ hội thường niên. Hơn 10 năm trước, khu vực biển Cẩm An vẫn là một làng chài heo hút và ít có du khách, dù cách khu phố cổ Hội An không xa. Hiện nay Cẩm An dần trở thành một điểm đến hấp dẫn với 269 cơ sở lưu trú. Đặc biệt, Cẩm An xây dựng đề án điểm du lịch ngã ba sông Cổ Cò và tour kết nối ba làng để thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển theo xu thế xanh, bền vững. Cẩm An đã nổi tiếng với du lịch biển như là biển An Bàng, biển Tân Thành, nhưng còn có dòng sông Đế Võng nữa mà một phần của sông Cổ Cò. Đây là một cái tài nguyên rất lớn mà chúng ta hoàn toàn có thể khai thác được, đưa vào để mà đẩy mạnh thu hút khách du lịch. Và chính từ cái đề án mà điểm du lịch ngã ba sông kết nối tour ba làng này, chúng tôi hy vọng nó có thể trở thành một cái điểm đến lớn, điểm đến nhấn mà giúp giảm tải cho phố cổ Hội An và thu khách lượng lớn du lịch đến với cả Cẩm An nói riêng và Hội An nói chung. Những năm gần đây, việc được vinh danh ở các giải thưởng quốc tế giúp thương hiệu du lịch biển Cẩm An nói riêng và thành phố Hội An không ngừng nâng cao. Lượng khách du lịch đến địa phương năm 2023 đạt hơn 176.000 lượt, trong đó có hơn 80% là khách quốc tế. Tuy nhiên, du lịch Quảng Nam cũng cần có những sản phẩm đột phá để khai thác du lịch biển, từ đó tăng sức hút và giá trị cho ngành du lịch phát triển xanh và bền vững.